Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc hữu phiền não vô phiền não của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh hữu phiền não vô phiền não của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc thế gian xuất thế gian của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh thế gian xuất thế gian của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc khả đắc bất khả đắc của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh khả đắc bất khả đắc của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát?
Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc bậc cực hỷ, hoặc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh bậc cực hỷ, và cái danh bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của bậc cực hỷ, hoặc thường vô thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thường vô thường của bậc cực hỷ và cái danh thường vô thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của bậc cực hỷ, hoặc lạc khổ của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của bậc cực hỷ và cái danh lạc khổ của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của bậc cực hỷ, hoặc ngã vô ngã của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của bậc cực hỷ và cái danh ngã vô ngã của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của bậc cực hỷ, hoặc tịnh bất tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của bậc cực hỷ và cái danh tịnh bất tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của bậc cực hỷ, hoặc không bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của bậc cực hỷ và cái danh không bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của bậc Cực Hỷ, hoặc hữu tướng vô tướng của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của bậc Cực Hỷ và cái danh hữu tướng vô tướng của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của bậc Cực Hỷ, hoặc hữu nguyện vô nguyện của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của bậc Cực Hỷ và cái danh hữu nguyện vô nguyện của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của bậc Cực Hỷ, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của bậc Cực Hỷ và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của bậc Cực Hỷ, hoặc viễn ly bất viễn ly của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của bậc Cực Hỷ và cái danh viễn ly bất viễn ly của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của bậc Cực Hỷ, hoặc hữu vi vô vi của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của bậc Cực Hỷ và cái danh hữu vi vô vi của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát?